Phương Phạm hốt bạc nhờ cơn sốt đất ngoại ô ở Mỹ tăng 4,5 lần, lời nhiều nhưng phải biết cách mua. Tỷ phú Phương Phạm tiết lộ mảnh đất mua cách đây 6 tháng nay đã tăng giá gấp 3 lần. Hiện nay, thị trường bất động sản vẫn hot dù trải qua năm 2021 và đầu năm 2022 đầy biến động. Đặc biệt, cơn sốt đất diễn ra ở khắp địa phương trên cả nước. Thậm chí trong thời gian ngắn có những khu vực giá đất đã tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần. Có vẻ như cơn sốt này không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Điển hình mới đây, Vương Phạm, tỷ phú người Việt hiện đang ở Mỹ có chia sẻ về đất ngoại ô Houston, Texas. Mà nghĩ lại thấy đất lên dây thiệt, cách đây 6 tháng, Vương mua máy miếng 141 mẫu và gần 550 mẫu giá chưa tới 252 triệu đồng một mẫu. Mà giờ máy miếng tương tự kế bên toàn kêu giá trên trời, rẻ nhất cũng 823 triệu một mẫu, không xây dựng được. Trung bình thì đòi 1,15 tỷ mỗi mẫu cho máy miếng xây dựng dễ. Trong vòng nửa năm, miếng đất đã có giá gấp 3-5 lần so với ban đầu. Có thể thấy bất động sản vẫn đang là một ngành sinh lời ở nhiều nơi. Không như nhà, đất để đó cũng không hao mòn mà lên giá hơn nhà cửa và đỡ nhức đầu hơn quản lý nhà cửa. Nói vậy thôi chứ Vương thấy cái nào cũng có cái hay cái dở. Đất tuy lời nhiều hơn nhà nhưng phải biết mua, với phải có vốn lớn để ngâm càng lâu thì càng lời. Còn nhà thì mua tuy lời ít nhưng được cái nó có thể cho thuê để lấy tiền trả tiền góp mỗi tháng. Anh cũng cho rằng nếu làm ăn dư tiền thì nên mua đất đầu tư tích sản, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát được dự đoán sẽ tăng như hiện nay. Nhưng có một câu gia đình Vương cứ nói hoài, người đẻ chứ đất không có đẻ. Vương nghe đi nghe lại từ nhỏ đến giờ, vẫn thấy nó đúng. Vương Phạm tên đầy đủ Phạm Đình Quốc Vương, sinh năm 1991, quê Củ Chi, đang là chủ của một doanh nghiệp gần 200 nhân viên và có thu nhập hàng triệu đô mỗi năm từ nhiều nguồn. Anh còn sở hữu nhiều căn nhà triệu đô trên đất Mỹ, một trang trại rộng tới 120 hectare và cả một sở thú được xây dựng chỉ để ngắm cho vui. Tất cả những điều này đều được Vương Phạm chia sẻ trên kênh YouTube của anh. Có thời gian Vương Phạm gây sốt khi bắt tay sản xuất clip cùng Khoa Bóp, khoe mua máy bay chung và mở chuỗi nhà hàng lẩu để kinh doanh trên đất Mỹ. Tuy nhiên sau drama nghỉ chơi với ông trùm Kim Hoàng Johnny Đặng, cả Vương Phạm lẫn Khoa Bóp không hợp tác chung bất cứ nội dung nào trên YouTube. Chuyện máy bay chung hay nhà hàng lẩu cũng chìm vào quên lãng. Gần đây nhất anh bị dân mạng chỉ trích dữ dội vì nghi bịa đặt chuyện sở hữu đất 10 triệu đô. Trước tình hình này Vương Phạm cũng đã lên tiếng. Hôm nọ tôi có dẫn chị Thúy Nga đi thăm hai miếng đất thì trong đó có một miếng rộng 140 hectare tôi đã mua xong, đứng tên giấy tờ rồi. Miếng đất còn lại tôi mới ký hợp đồng để chuẩn bị mua. Tới cuối tháng 2 này, miếng đất đó mới hoàn tất hết thủ tục. Ở Mỹ này, từ lúc ký hợp đồng mua bán tới khi xong mọi thủ tục phải mất vài tháng. Tôi phải hoàn thành mọi thủ tục thì mới được đứng tên giấy tờ rồi sau ra được. Và chuyện tôi mua miếng đất 10 triệu đô, lãi 5 triệu đô là có thật, không hề bị đặt. Chỉ có điều tôi nói không rõ ý nên khiến người ta hiểu lầm rằng tôi đã đứng tên đất trong khi tôi mới ký hợp đồng. Người ta chửi tôi quá trời nhưng đúng là tôi đáng bị chửi vì miếng đất chưa hề được sang tên cho tôi. Chính xác thì cuối tháng 2 này tôi mới chính thức đứng tên miếng đất triệu đô đó. Tôi phải lên tiếng giải thích vì tôi rất thương những anh chị bỏ tiền cùng tôi làm dự án đó vì số tiền khá lớn lên tới chục triệu đô. Người ta có cả triệu đô trong tay thì đầu óc rất ghê gớm chứ không bình thường. Tôi phải đưa hết giấy tờ cho họ xem một cách rõ ràng.